nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy Hiếu Thành Phát nha anh chị các bạn, ở Bình Dương nha. Thì thông tin chi tiết như thế nào thì mình vào bên trong để mình gặp như là Trinh ha. Trinh sẽ cập nhật giá xe với lại là thông tin chi tiết cửa hàng cho các bạn mình tham khảo. Chào em. Dạ em chào anh, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này của Trinh nha. Nếu mà ai mà đã theo dõi kênh Anh Mỹ á, sẽ biết là Trinh quay rất là nhiều clip, hầu như tuần nào Trinh ra clip luôn. Nhưng mà đa số là Trinh quay màu sơn 3D, vì bên Trinh là bán đa số là màu sơn 3D và màu sơn 3D đẹp lắm, nên là Trinh quay rất là nhiều clip về màu sơn. Nhưng mà có một số anh á thì bảo là có màu gì đâu quay để anh xem á, thì Trinh cũng có màu zin luôn nha. Thì ở đây Trinh sẽ quay một số màu zin đó đang trưng ở trước này để cho mấy anh tham khảo, và những cái màu này là bên Trinh vừa mới về luôn. Rồi, đầu tiên là bản màu đen vàng của dòng Honda Vino V3 nha cả nhà. Đó, màu đen vàng. Đó, hiện tại thì bên Trinh có để hai chiếc màu đen vàng ở đây. Thì giá hiện tại đang rất là mềm luôn. Mẫu này hiện tại bên Trinh đang bán ra với giá là 36.500.000 đồng nha cả nhà. Quá mềm nữa các bạn ơi. Rất là rẻ. Và các bạn mình có liên hệ đặt lịch trước với Trinh đó. Còn hỗ trợ giảm thêm nữa phải không? Giảm 2 triệu dạ đúng rồi. Đấy các bạn ơi. Dạ. Rồi. Tiếp theo là em Exciter 155. Bản cũng là màu đen vàng luôn. Thì bản này thì bản giới hạn nha cả nhà. Bên Trinh đang bán ra với giá cực kỳ ưu đãi luôn, là chỉ ở mức là 43.500.000 đồng. Nếu như mà anh chị nào mà lên cửa hàng mua xe và có liên hệ trước với Trinh đều được giảm 2 triệu nha. Không cần biết là mua dòng xe nào, mua mẫu xe nào đều được giảm 2 triệu và sẽ hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại nữa. Nếu như trước khi đi mua xe alo trước với Trinh hoặc là nhắn tin Zalo đặt lịch trước nhé. Rồi, tiếp theo là bản màu đỏ. Màu đỏ này là đỏ cao cấp 2023 này mọi người. Đó. Màu zin hết nha cả nhà. Ở đây thì Trinh quay màu zin hết. Tí xíu thường là sẽ lướt cho các bạn mình những cái màu sơn nè. Dạ, bên okay trong cửa hàng. Dạ, dạ rồi. Đó. Rồi, cả nhà quan sát nha. Rồi, tiếp theo là bản màu xanh quân đội này. Đó. Xanh quân đội này cả nhà, cũng là màu zin luôn nha. Đó. Bản này cũng khá thông minh luôn em. Bản này khá thông minh luôn anh. Rồi, tiếp theo là đây theo có Winner HRC bản, nè. Đúng rồi, HRC 2023 nè mọi người. Bản này thì nó so với cái bản cũ á, bản cũ cũng có HRC nhưng mà cái bản cũ thì cái mặt nạ nó không có màu trắng nhiều. Với lại là cái mâm nó màu đen, thì thay vào đó cái mâm của tem 2023 thì nó màu vàng đồng nha. Đó, cả nhà quan sát nha. Rồi. Ở đây thì có mấy màu thôi. Thì bây giờ Trinh sẽ dẫn cả nhà vào trong showroom để quay một số màu sơn 3D. Cho anh hỏi cái là các bạn cũng có hỏi về cái địa chỉ của mình á, thì em có cập nhật thông tin địa chỉ của mình ở khu vực nào em? Hiện tại địa chỉ cửa hàng bên Trinh đang ở là ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mấy anh chị em nào mà đang có dự định mua xe mà muốn tới cửa hàng chính xác á, thì anh bóc Zalo cho em để em gửi cái địa chỉ với lại là cái ở cái hình trước cửa hàng á, với lại là cái vị trí cửa hàng để cho mấy anh chị chạy qua cho nó dễ nha. Rồi đó, ok, rồi. Mình vô bên trong rồi. Nha các bạn ơi. Cho các bạn tham khảo những cái màu. Quay thêm một số màu sơn 3D bên cửa hàng nè, rất là nhiều màu luôn nha các bạn. Đây cả nhà. Hôm nay mới vào thì màu sẽ thấy là dòng xe Sonic Raider Sachia này. Màu sơn này rất là nhiều luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là dãy Exciter 155 này cả nhà. Đó, rất là nhiều màu đẹp luôn nha cả nhà. Đó, bên Trinh có bán hỗ trợ bán trả góp tất cả các dòng xe luôn nha cả nhà. Chỉ cần có căn cước công dân là được nhé. Các bạn thích cái bản mà ABS thì cũng có luôn nha các bạn. Đây, ABS 55 ABS nè. Đó, ABS đây nha cả nhà. Bản mới này, 2024 này cả nhà. Cái bản này hiện tại là cái giá còn nhiêu em? 50 triệu anh. 50 hả? Dạ đúng rồi. Nay mình còn có hai màu hả? Không, ở kho còn nữa anh. Ở đây thì trưng hai màu nhưng mà ở kho vẫn còn đầy đủ này, màu Monster, màu xanh GB, màu đen, màu xám xanh còn đầy đủ luôn nhé. Còn dạ. Còn đen nhám nữa nha các bạn. Dạ đúng rồi. Rồi Winner nè. Winner hiện tại màu sơn luôn là còn nhiêu em? Winner thì giá sẽ đang dao động là từ 34 triệu tới 38 triệu 500 tùy phiên bản, tùy theo màu nha cả nhà. Đó. Rất là nhiều màu luôn nha các bạn, thoải mái lựa luôn nè. Dạ. Giá trên báo trên video là chưa có giảm nha mọi người. Mọi người nhớ là chưa có giảm. Khi nào mà mấy anh chị lên cửa hàng mua xe bảo có liên hệ trước với Trinh thì mới được giảm thôi nhá. Những màu sơn đây là mình thắng ABS hết rồi em. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Ở đây thì bên Trinh trưng là toàn là phanh ABS. Nhưng mà ví dụ như mà anh chị muốn mua phanh thường thì bên Trinh vẫn có hỗ trợ luôn nha. Dạ. Rồi, các bạn mình thích cái mẫu xe nào mình nhanh inbox cho Trinh nha các bạn để dạ. Xem chi tiết xe nha, cũng như là những cái màu sơn nè. Bên đây thì có ở dưới Vario. Này thì có Vario này, AB với lại Vision. Ở dưới này thì bên Trinh trưng dòng Tayga. Tayga là chủ yếu ha. Vario là được nhập khẩu nguyên chiếc Tindo về nha mọi người. Thì bên Trinh nhập về chỉ có lên màu sơn thôi. Tại vì màu zin thì nó chỉ có 5 màu chủ đạo và màu zin thì không có nhiều anh thích á.
không có nhiều anh chị thích đó, cho nên là bên Trinh lên màu 3D cho nó đa dạng, cho có nhiều sự lựa chọn và nhiều màu sắc đẹp để cho mấy anh chị lựa chọn chạy ha. Rồi Vision này cả nhà, đó rất là nhiều màu đẹp luôn nha mọi người. Rồi các bạn còn thắc mắc quan tâm dòng xe nào thì chưa có hiểu rõ về máy, các bạn có thể inbox mạnh dạn inbox cho Trinh em. Trinh sẽ gửi hình ảnh hoặc là địa chỉ chính xác cho các bạn mình đi đến. Dạ đúng rồi. Rồi còn Trinh hỗ trợ tư vấn thì nhắn tin Zalo Trinh nha. Nhớ trước khi đi mua xe alo cho Trinh và số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình, hoặc là nhắn tin Zalo đặt lịch trước thì sẽ được rất là nhiều ưu đãi trước khi mà mua xe nha cả nhà. Bye bye.